là huyện giàu tiềm năng về sản xuất vật liệu xây dựng, kinh tế rừng, đồi, có lợi thế nằm trên đường mòn Hồ Chí Minh, nên những năm qua, huyện Tân Kỳ thu hút được khá nhiều dự án đầu tư vào địa bàn, tập trung vào lĩnh vực may mặc, khai thác khoáng sản. Thế nhưng, cả hai cụm công nghiệp đã được quy hoạch tại xã Nghĩa Dũng và Nghĩa Hoàn thì vẫn chưa hoàn tất các thủ tục để thu hút đầu tư. Cái cụm công nghiệp của Nghĩa Dũng thì hiện nay đang thu hút cái nhà đầu tư về để làm cái hạ tầng cụm công nghiệp. Hiện nay đang chờ để trình ủy ban tỉnh, sở xây dựng để thẩm định cái quy hoạch 1/500 là xong cái cụm công nghiệp đó. Cụm công nghiệp Nghĩa Hoàn thì hiện nay thì lâu nay thì đang vướng mắc cái hợp tác xã làng nghề. Mà cái này là do cái sự đồng thuận của các thành viên của hợp tác xã, cho nên đến thời điểm này vẫn chưa xử lý được. Theo phương án phát triển cụm công nghiệp tích hợp vào quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng phê duyệt, thì đến năm 2030 toàn tỉnh có 56 cụm công nghiệp, đến năm 2050 có 71 cụm công nghiệp. Tuy nhiên đến nay mới chỉ có 26 cụm công nghiệp đã được thành lập và có chủ đầu tư, trong đó cũng chỉ có 6 cụm công nghiệp do doanh nghiệp làm chủ đầu tư hạ tầng. Việc đầu tư phát triển cụm công nghiệp chủ yếu mới tập trung ở khu vực đồng bằng, gần các đô thị. Còn tại các huyện miền núi, hầu hết các cụm công nghiệp đã được quy hoạch nhiều năm vẫn không thể thu hút đầu tư, nhất là đầu tư hạ tầng. Thời gian vừa qua thì cấp ủy chính quyền của huyện đã tập trung để quy hoạch vùng huyện, quy hoạch thị trấn và quy hoạch các cái vùng để phát triển kinh tế. Trong đó chúng tôi dành những cái quỹ đất để kêu gọi các nhà đầu tư. Huyện cũng đang mong muốn đề xuất với tỉnh là có những cái cơ chế chính sách mang tính chất riêng của huyện để từ đó tạo điều kiện cho huyện cũng như nhà đầu tư có thể thuận lợi trong quá trình vào đầu tư để phát triển của huyện. Hiện các sở ngành địa phương trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực vận động, ưu tiên thu hút các doanh nghiệp có năng lực và kinh nghiệm đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng các cụm công nghiệp đã được phê duyệt quy hoạch. Đối với các cụm công nghiệp, địa bàn kinh tế xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn không thể thu hút doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng, sẽ xem xét quyết định giao đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính có chức năng phù hợp làm chủ đầu tư. Trước đây thì có 53 cụm công nghiệp, nhưng mà trong đó có rất nhiều cụm công nghiệp là hiện nay nó không phù hợp hoặc là diện tích quá nhỏ, thì vừa rồi đã ra soát chọn lọc lại, lựa chọn những cái cụm công nghiệp có cái địa hình thuận lợi, diện tích nó xứng đáng để thuận lợi cho thu hút đầu tư, tập trung để hoàn thiện các cái cụm công nghiệp trước đây. Tiếp tục ra soát để nghiên cứu cái bộ trong cơ chế chính sách, rồi là tăng cường cái quản lý nhà nước ở các cụm công nghiệp. Đầu tư nhất của tỉnh thì vẫn là trong cơ chế mới là thu đầu tư hạ tầng, hạn chế cái việc thấp nhất cho việc giao cho huyện làm chủ đầu tư. Để hình thành hệ sinh thái công nghiệp bền vững thì phải tập trung phát triển các khu công nghiệp và cụm công nghiệp, hạn chế tối đa việc chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án sản xuất công nghiệp ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp để đảm bảo vấn đề môi trường. Và để có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cụm công nghiệp đồng bộ, các địa phương cần đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng thực chất, khai thác tốt nguồn thu để bố trí nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng kết nối, tạo mặt bằng sạch để mời gọi các doanh nghiệp vào đầu tư.